hội các bạn ơi. Chiếc xe gần như không còn chút ma sát nào vì nó rất là ướt các bạn nhé. Biết rồi những chiếc xe sau kia sẽ vào đổ ven kiểu gì. Mà bác tài xế công lông quần thảo khu vực này rất là khó khăn. Có lẽ các bác chỉ đổ mỗi người một xe nữa rồi là phải thôi. Thì lý do là nó quá là khó. Cái lề nó rất yếu các bạn. Tài xế của chúng ta vẫn quyết định vào đổ các bạn chỉ đổ lốp xe này thôi, phải gọi máy xúc đến các bạn nhé. Bác tài xế trong kia vẫn chưa hết xa lầy, lại tiếp tục một bác tài xế công nông nữa lại xa lầy. Để thấy quả cần số được lôi ra để gõ thùng.
liên tục các bạn tài xế công lông đều bị xa lầy hết các bạn nhé. Trên xe rất là mạnh, cũng phải đều có cánh ở cái khu vực này. Này tiếp tục là những pha kéo co các bạn nhé. Tiếp tục ra cứu bác tài xế kia. Video nhé. Rồi là hành trình rất là vất vả của ba bác tài xế công lông và các tài xế lái máy cày của ta. Phải nói là một ngày đầy sự vất vả và khó khăn mới đổ được những chuyến đất vào đây.